ngày lễ Giáng sinh, tại các phố phường Hà Nội đều được trang hoàng vô cùng rực rỡ, đông vui mà bạn có thể cùng bạn bè và người thân đến để tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào và ý nghĩa nhất. Nhà thờ lớn là một trong 30 nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Hà Nội. Mỗi dịp lễ Giáng sinh về, nhà thờ lớn Hà Nội như thường lệ lại được trang hoàng rực rỡ và là địa điểm thú vị cho những ai muốn một mùa Giáng sinh thiêng liêng, an lành. Đối với giới trẻ, đây là địa điểm đi chơi Noel tại Hà Nội hấp dẫn bậc nhất vào dịp lễ Noel 2018. Không chỉ có nhà thờ lớn, các địa điểm phố đi bộ Hà Nội, Hồ Gươm, khu phố Hàng Mã cũng là một trong số các địa điểm được các bạn trẻ yêu thích lựa chọn đi chơi Noel. Cũng như những năm trước, tại các khu vực công cộng hàng loạt tiểu cảnh trang trí Giáng sinh khiến cho Đà Nẵng rực rỡ về đêm. Đây cũng là những địa điểm thu hút rất đông người dân và du khách cùng thưởng ngoạn và ghi lại những khoảnh khắc của mùa Giáng sinh năm nay. Năm nay, thời tiết Giáng sinh tại Đà Nẵng không mưa và vừa lạnh, khiến cho các hoạt động vui chơi, văn hóa, giải trí được diễn ra thuận lợi. Tại các khu nghỉ dưỡng, cũng có nhiều hoạt động lễ hội để du khách quốc tế tận hưởng không khí Giáng sinh ấm áp nhất. Trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2019, ngành du lịch Đà Nẵng dự báo tổng lượng khách ước đạt 158.019 lượt khách, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước tăng 12,2%. Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới là mùa du lịch cao điểm khách quốc tế đối với các thị trường Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ Tân Định thu hút nhiều bạn trẻ và du khách ngoại quốc bởi màu sơn hồng và nét kiến trúc cổ kính hơn 100 năm. Tại các xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, chung cư Bắc Hải, quận 10 đã trang trí nhiều đèn màu sặc sỡ.